Thiên Tục cũng tới rồi à? Ừ. Hai người tới sao không báo trước cho em một tiếng? Nếu em biết trước em sẽ về sớm hơn rồi. Ờ, là như vậy. Bác Chu có một chút chuyện công muốn bàn với tụi anh. Ba. Ừ? Vậy mọi người bàn xong chưa? Ờ, bàn xong rồi, bàn xong rồi. Đang nói chuyện buổi sinh nhật của con đó. Ờ, đúng rồi. Buổi tiệc sinh nhật của con còn chưa chọn được tối đó sẽ mặc lễ phục gì nữa. Anh Thiên Khâu, anh tới tiệm quần áo chọn với em đi được không? Ừ? Ừ, anh... Ờ, được rồi, được rồi. Coi con chỉ biết đài đọa Thiên Khâu thôi à. Còn coi, mua quần áo chuyện nhỏ vậy cũng cần bạn trai đi theo để biểu hiện sao? Trời ơi, ba. À, bác Chu, con có thời gian, bác yên tâm. Chút nữa con giới hiểu đường sẽ đi dạo một vòng. Cũng nè, được. Thiên Tục, đi cùng chúng tôi đi. Ở trong công ty em còn một số việc bận. Bác Chu à, cô đi trước nha. Ờ. Thiên Tục, cậu ấy sao vậy? Hình như không được vui lắm. Ờ, là như vậy. Gần đây Thiên Tục đang tiếp quản rất nhiều hạng mục quan trọng trong công ty. Có lẽ là gần đây áp lực tương đối lớn. Bác Chu thông cảm cho. Ừ, bác biết mà. Ba, vậy tụi con đi chọn lễ phục nha. Không nói với ba nữa, đi nha. Được, đi đi. Ờ, vậy tụi con xin phép. Con đi nha ba, tạm biệt. Được. Cô Chu, cô tới rồi. Ờ, đây là bạn trai của cô hả? Quả thật đẹp trai lịch thiệp. Hai người đứng chung với nhau thật là xứng đó. Còn đẹp hơn minh tinh điện ảnh nữa. Tôi... Cô nói nghe mát tai ghê. Lát nữa tôi mua thêm vài bộ ủng hộ cô. Làm gì có, như vậy tôi nói là thật lòng mà. Ờ, vậy quần áo kiểu mới đã có chứ? Có rồi, có rồi. Những bộ này được nhập từ từng lễ từng trước thời trang Paris. Đều là thiết kế mới của các nhà thiết kế nổi tiếng. Mời cô coi thử. Anh Thiên Khâu à, anh chọn cho em đi. Ừ, mấy thứ này anh không rành. Hay là em tự chọn đi. Hai bộ này, sau đó là tới bộ này. Để tôi đi thử trước đã. Được. Anh Thiên Khâu, em vô thử đồ trước nha. Anh chờ em một chút. Được. Mời bên này. Anh Thiên Khâu, sao hả? Thấy có đẹp không? Ừ, đẹp lắm. Cô Chu à, cô mặc lên còn rất xinh đẹp hơn người mẫu nữa đó. Thật sao? Nè, cô đưa hai bộ này cho tôi coi lại một chút. Được. Anh Thiên Khâu, vậy anh cảm thấy bộ em đang mặc trên người đẹp hay là hai bộ này đẹp hơn? Rốt cuộc anh thích bộ nào hơn? Ừ, đều đẹp hết. Nếu như mặc bộ nào cũng đẹp, em cũng muốn nghĩ kỹ coi bữa sinh nhật của em rốt cuộc nên mặc bộ nào, anh chọn giúp em đi. Mua hết đi. Được thôi, vậy em mua hết luôn. Chờ lát nữa về nhà thử lại rồi quyết định sau. Gói lại cho tôi hết nha, bạn trai tôi nói mua hết đó. Dạ được. Anh Thiên Khâu, bữa sinh nhật của em muốn anh mặc đồ tình nhân. Có thể chọn cho anh một bộ vest nào hợp với bộ đầm em đang mặc trên người không? Anh có rồi, không cần đâu. Trời ơi, anh Thiên Khâu, em cũng biết rồi. Nhưng mà sinh nhật của em buổi tiệc quan trọng vậy, nếu em và anh mặc đồ tình nhân thì đẹp đôi biết mấy. Anh đồng ý với em đi được không? Cô Chu, xem bộ này thế nào? Đây là kiểu mới năm nay đó. Bộ này quả thật rất hợp đó. Anh Thiên Khâu à, anh vào trong thử bộ này đi. Em cảm thấy bộ này rất hợp đó. Anh thật sự có đồ rồi mà. Anh Thiên Khâu, anh vào thử đi. Điều mà đường, anh có quần áo rồi. Sao em cứ như quyết ép anh thử bộ đồ này vậy? Sao anh lại hung dữ với em vậy? Em kêu anh thử có bộ đồ thôi mà. Anh không thể chịu để em vui chút sao? Anh xin lỗi. Ở công ty anh còn có việc. À, những bộ quần áo mà cô này mua đều tính vào thẻ của tôi. Cảm ơn. Anh Thiên Khâu, Phương Thiên Khâu. Chủ tổng ơi, rõ ràng ông biết Phương Thiên Khâu và Đông Chi Nguyên có tư tình. Sao ông không nói cho cô chủ biết, còn để cổ và Phương Thiên Khâu tiếp tục qua lại nữa? Thứ mà hiểu đường muốn có.
Cho dù thế nào tôi cũng để nó có được. Còn về Phương Thiên Khâu, giữa tình yêu và quyền lợi thì cậu cảm thấy cậu ta sẽ chọn Đông Chi Nguyên sao? Nếu vậy tới lúc đó Đông Chi Nguyên có thể bị ông lợi dụng rồi. Cậu nghĩ vậy à? Thấy chưa, tôi đâu có nói khoác đâu. Anh ta thật sự tìm tới nhà họ Phương kìa. Nghe cô, sao anh lại tới đây? Nghe cô, những ngày trốn chui trốn nhủi quả thật rất mệt. Cho tôi chút tiền xài đi. Tiền nên đưa tôi đã đưa hết rồi mà, anh còn muốn tiền gì nữa? Ông Dương chú họ của tôi làm ở nhà họ Phương mấy người nhiều năm rồi, cũng coi như một nửa người nhà. Bây giờ ông ấy chết không rõ ràng, anh cũng nên nói rõ ràng đi chứ. Nè, cái ông Dương đó hả, chúng tôi an táng cho ông ấy đàng hoàng. Anh không thể nói vì anh là cháu của ông Dương cho nên nhà họ Phương chúng tôi phải nuôi anh cả đời à nha. Nếu như lúc đầu không phải nể mặt chú họ tôi, anh cho tôi nhiều tiền tôi cũng không làm chuyện thất đức này. Hôm nay tôi bị truy nã, có nhà không về được, trốn chui trốn nhủi ở cái nơi không quen biết này. Nếu như anh ép tôi tới đường cùng á, tới lúc đó mọi người không yên thân đâu. Anh đừng ở đó không biết điều. Vì chuyện này đã cho anh bao nhiêu tiền rồi, tự bản thân anh xài hết. Sau này tốt nhất đừng có để tôi gặp anh nữa. Còn tới uy hiếp tôi nữa hả? Anh không đi nghe ngóng thử Nê Côn tôi là người như thế nào hả? Chuyện này nếu như anh còn dám nói ra nữa, cẩn thận cái miệng của anh đó. Đi. Sao đây, có theo không? Theo. Đi. Đi. Nhìn kìa. Đi. Chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Chắc chắn là bị mắc nợ nhiều lắm rồi. Tiểu Thiên, mấy ngày nay anh ở đây canh chừng, coi chừng nào hắn quay lại. Cực cho anh rồi, làm ơn nha. Đi. Có chuyện này nè Thiên Lượng, tên Ngô Vĩ Hùng đã tìm tới rồi. Ngô Vĩ Hùng thì chính là cháu trai của ông Dương đó. Em quên rồi sao? Lúc đầu chúng ta... Anh ta tìm chúng ta có chuyện gì? Cần tiền thôi, còn chuyện gì nữa chứ. Mấy cái chuyện con này á, anh trực tiếp đưa cho hắn một lần không phải xong rồi sao? Vấn đề là anh đã đưa hắn ta rồi, vậy mà bây giờ hắn lại đòi thêm nữa. Còn nói là muốn đòi lại công bằng cho ông Dương, lại muốn làm cái gì nữa? Em nói câu chuyện này phải làm sao? Sau này mấy chuyện này á, tôi không muốn lo. Anh tự con mà làm đi, tôi còn có việc. Đi trước đi. Ở nè Thiên Lượng, chuyện... Cô Đồng, trong loại thuốc mà hai người đưa cho tôi có hàm lượng APCB rất lớn, là một loại thuốc hóa học công nghiệp sẽ gây ra ô nhiễm môi trường lớn. Các nước trên thế giới đều có lệnh cấm sản xuất, nhưng mà bởi vì nó có lợi nhuận lớn cho nên vẫn có người biết nhưng vẫn làm liều. Mấy năm trước ở bên Thái có một tổ chức đã bí mật nghiên cứu nó, sau đó bị giới truyền thông phanh phui cho nên đã bị chính phủ trừng trị thật là nghiêm khắc. Đã có rất nhiều người đã bị bắt nhốt. Vậy anh có biết là tổ chức nào không? Không nhớ rõ lắm, chuyện của mấy năm trước rồi. À, cảm ơn. À, không có gì. Trong lọ thuốc này quả nhiên có thành phần mà Di Quy nói. Anh nói ABCB này nên xuất hiện trong nguyên liệu công nghiệp, sao lại xuất hiện trong thuốc giảm cân chứ? Không lẽ có người sản xuất thuốc giả sao?
Chuyện này anh sẽ kêu Thiên đi điều tra, nói không chừng sẽ có manh mối gì đó. Tên Ngô Dĩ Hùng này sao lại tìm đến Lê Cung? Hai người họ có quan hệ gì? Cái này chỉ có hỏi Ngô Dĩ Hùng mới biết thôi. Nhưng anh cảm thấy con người này rất vô lại, nhưng muốn điều tra hắn thì cũng không khó lắm.